Xin chào tất cả các bạn. Có nhiều bạn thắc mắc là sao Leo lâu ra tutorial thế? Thực sự là công việc của Rick Up Motion cũng như là của bản thân Leo mấy ngày nay gần Tết rất là bận. Bởi vì cả team đang phải tất bật chạy ngày chạy đêm để mà xong những cái dự án quảng cáo cho khách hàng của mình. Ngoài ra thì Rick Up Motion cũng đang làm những cái video vui về ngày Tết đấy. Thì trong tuần này sẽ xong, nhưng mà đến tuần sau á, Leo mới có thể share cho các bạn được. Thì hy vọng các bạn có thể thưởng thức và share cho tất cả các bạn khác cùng xem nhé. Ngoài ra nếu bạn nào biết thì Leo đang triển khai cái lớp online. Thì lớp online này là dành cho những bạn không thể nào tham gia được cái lớp offline tại Sài Gòn, đặc biệt là những bạn ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng hay là những cái khu vực ở xa, không phải là ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh ấy. Điểm ưu thế của cái lớp online này là Leo kết hợp cả hai chương trình luôn, là cơ bản và nâng cao lại với nhau. Cho nên học xong là chắc chắn các bạn có thể là ra ngoài và các bạn làm được cái video hoàn chỉnh. Ngay tại cái lớp nâng cao mà hiện tại Leo đang dạy á, đến tuần thứ 3 thôi là các bạn đã được làm một cái giảng thực tế rồi. Là Leo có một cái storyboard đàng hoàng, của khách hàng đàng hoàng, có tất tần tật mọi thứ, hình ảnh và cả cái lời thu. Thì các bạn dựa trên đó các bạn làm thành một cái đoạn video hoàn chỉnh. Sau khi xong á, thì các bạn sẽ được góp ý để mà hoàn thiện và bỏ lên portfolio của mình. Thì sau này các bạn có thể dùng nó để xin việc hoặc là cũng như là tự quảng cáo bản thân của mình lên. Thì đây là một trong những cái lợi thế lớn nhất mà các bạn tham gia cái khóa học tại Rekat Academy. Thì những bạn nào mà thắc mắc về cái lớp online á, thì các bạn có thể vô facebook.com/Rekat Academy. Thì đây sẽ có một bạn giáo vụ rất là nhiệt tình để mà hỗ trợ những cái câu hỏi cũng như là những cái thắc mắc của các bạn. Ngoài ra thì cái tutorial lần này cái chính đó là Leo muốn chia sẻ với các bạn là Leo có một cái video ngắn này làm cho để mà showcase, tức là giới thiệu về cái một cái dự án ở Pretos làm cho thương hiệu đó là Long Vân. Thì ở trong đây khi mà Leo làm cái showcase này thì Leo có một cái hiệu ứng khá là thú vị như các bạn thấy trên màn hình. Cái chữ nó từ mỏng nó biến thành bự và Leo muốn chia sẻ lại cái thủ thuật này cho các bạn. Làm nó dễ thôi, mình thử bắt đầu nha. Đây là cửa sổ chương trình Illustrator của Leo. Các bạn có thể làm ngay trực tiếp trong After Effects luôn, nhưng mà Leo thích làm bên này hơn bởi vì Leo có thể chỉnh sửa được rất là nhiều. Ở đây Leo sẽ thử làm với cái tên của Leo nhé. Leo sẽ đánh chữ Leo như thế này. Và Leo sẽ dùng phong Gotham. Và với cái phong Gotham thì cái đầu tiên Leo sẽ chọn một cái phong rất là mỏng. Tại vì để mình làm cho nó có sự khác biệt rõ ràng á, cho nên Leo sẽ kiếm một cái phong nó mỏng một chút xíu. Ok, phong này đi. Mình sẽ lấy phong này ha. Leo sẽ đổi màu lại cho nó thành màu đỏ chẳng hạn. Đúng với màu rang của Redcard luôn. Align nè. Cạnh giữa nó. Ở đây thì các bạn có thể chọn Align to Artboard và để mà canh giữa cái chữ này so với cái phần cửa sổ làm việc của mình. Rồi Leo nhấn F7 để mà hiện ra cái bảng layer và Leo sẽ copy cái chữ này lên, nhấn Command C tạo ra cái layer mới và nhấn Command F để mà dán nó lên trên như thế này. Và với cái phông mới được tạo thì Leo sẽ để cho nó là black, là cực kỳ dày luôn á. Thì các bạn có thấy, mình có thể thấy là ở đây mình có hai cái sự khác biệt rõ ràng, phông mỏng và phông dày. Sau khi xong thì Leo sẽ save lại. Leo sẽ lưu nó ra desktop và đặt là Leo như thế này. Click OK. Quay trở lại chương trình After Effects thì Leo sẽ import cái file hồi nãy mà mình vừa tạo vô. Tức là cái file Leo như thế này. Leo sẽ để là Composition và để là Layer Size nhé. Nhớ nha mọi người, Layer Size. Đừng có để Document Size, Leo thấy nhiều bạn hay bị cái lỗi này. OK. Sau đó trong cái comp mới thì thường trước khi làm các bạn nên nhớ là mình vô Composition. Composition setting để mà coi là cái file của mình coi là có đúng là Full HD rồi frame rate là 25. Do mình ở cái khu vực châu Á, đặc biệt là khu vực châu Á và châu Úc, thì mình hay dùng cái frame rate tức là 25 frame trên giây. Ở bên Mỹ thì dùng là 29.97. Thì cái này nó phụ thuộc vào những cái tần số dòng điện khác nhau bên trên đó. Thì cái này, những bên này mà làm trên truyền hình thì các bạn sẽ rất là rõ. Sau khi xong cái này thì ở trong cái con của mình Leo chọn cái layer 1 nhé. Click phải chọn Create Shape from Vector Layer. Ok. Thì nó có báo một cái lỗi như thế này. Thì để mà khắc phục cái lỗi này thì Leo chỉ cần quay lại vô cái trong chương trình Illustrator của mình. Leo chọn cái chữ của mình. Click phải chọn Create Outline. Click phải chọn Uncrop nó luôn. Nên mình không có nhóm nó lại. Làm tương tự với cái còn lại cũng Create Outline ha. Và Uncrop nó. Xong đó Leo sẽ save. Và quay trở lại cái chương trình After Effects của mình, Leo chỉ cần click phải lên cái file của mình trong cái bảng project ấy, click phải chọn reload thì nó sẽ cập nhật lại thôi, không có vấn đề gì cả. Đây thì mình ráng canh cái chữ của mình cho nó lại, mình canh nó lại thôi.
Sau đó Leo cũng chọn layer 2, lít phải create shape from vector layer, làm tương tự như cái 1, create shape from vector layer như thế này. Leo xóa hai cái kia đi bởi Leo không cần nó nữa. Thì ở trong cái này là cái mình muốn nó biến thành ha, còn đây là cái góc của nó, Leo kéo nó xuống dưới nè. Ở cái góc thì Leo sẽ hiện cái phần content ở trong đây, nó có ba cái group tượng trưng cho ba cái ký tự. Thì các bạn để ý thấy là ở trong đây mình có khá là nhiều cái path ha. Thì các bạn nhấn phím tắt là phím U 2 lần. Thì nó sẽ hiện cho các bạn những cái thông số này. Cái path thì Leo sẽ tạo keyframe hết cho những toàn bộ những cái path này. Tạo keyframe hết toàn bộ cho những cái path này luôn ha. Đó, các bạn chỉ cần nhấn phím U. U 2 lần thì hiện hết tất cả thông số. Còn U 1 lần thì nó chỉ hiện tất cả những cái keyframe được tạo. Rồi, ở trên này thì với cái chữ Leo dày này thì Leo cũng làm tương tự luôn. Tạo mấy cái keyframe như thế này. Và lúc tạo thì các bạn nhớ nha. Thì nhiều khi cái chữ này Leo nó có 3 chữ cho nên dễ nhớ, có mấy chữ khác nó sẽ khó nhớ hơn rất là nhiều. Leo chọn hết toàn bộ keyframe ở trên này. Nhấn Command C. Là cho máy Mac thì nhấn Command C, chọn cho máy Windows, máy PC thì nhấn là Ctrl C ha. Đồng thời Leo cũng chọn hết toàn bộ keyframe ở phía dưới này. Thật ra mình chọn để mình nhớ thôi. Rồi sau đó Leo kéo qua vị trí là 1 giây, nhấn Command V. Leo sẽ ẩn cái trên đi. Thì ngay lập tức các bạn có thực cái chữ mà nó dày lên rồi này. Đó, các bạn có thể chọn hết toàn bộ những cái chữ này, nhấn F9. Và trong cái bảng điều khiển cái shape á, các bạn nhớ chỉnh cái này là cái speed wrap ha, cái tốc độ đó. Thì các bạn có thể là làm cho cái chữ mình nó hiện ra nhanh hơn. Đó, hoặc nhỏ lại. Thì với cái hiệu ứng đơn giản này thôi thì mình đã làm được cái rất là dễ đúng không? Rồi, chúc các bạn thành công nhé.